Chào tất cả các bạn, hôm nay cho làm video này để giới thiệu với các bạn cách sử dụng của một sản phẩm vừa cho ra mắt vào ngày 29 tháng 7 năm 2017 của Lore. Đó chính là tắm trắng ngàn hoa, thì đúng như tên gọi của nó luôn, trên hộp rất là nhiều hoa nha các bạn. Hộp được thiết kế rất là đẹp, rất là sang trọng, thiết kế dạng nắp dài, bên trong còn có logo in nổi của Lore. Thì một set tắm trắng ngàn hoa gồm có một tuyết tắm trắng toàn thân và đi kèm đó chính là một tuyết kem sữa dưỡng trắng và giúp phục hồi tái tạo da Lore. Không thể thiếu trong set đó chính là tờ hướng dẫn sử dụng. Thì nay Lore mang đến cho các bạn 4 thứ tiếng trong tờ hướng dẫn sử dụng luôn nha, gồm có tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Pháp, các bạn có thể dễ dàng sử dụng. Giá tiền của một set tắm trắng ngàn hoa trị giá là 550.000, chúng ta sẽ sử dụng được từ 1 đến 2 lần từ cổ xuống tới gót chân. Và đợt này khi chúng ta mua tắm trắng ngàn hoa, chúng ta sẽ được đi kèm với lại một túi đựng rất là đẹp. Nó sẽ là như vậy. Thì cái túi này rất là dễ thương, chúng ta thích hợp để làm quà tặng cho người thân hoặc bạn bè của mình. Và các bạn lưu ý giúp mình nha, trên tất cả sản phẩm của Lore đều có tem chống hàng giả của Bộ Công an. Đây, tất cả sản phẩm mới đều phải được là dán tem kính như thế này. Thì cách sử dụng của tấm trắng ngàn hoa Lore thì cũng rất là đơn giản. Bước 1, chúng ta sẽ tắm sạch bằng sữa tắm và rau khô người. Bước 2 là mình sẽ lắc đều cái tuyết tấm trắng toàn thân lên. Sau đó mình sẽ cho một lượng vừa đủ vào chỗ cần làm trắng. Mình sẽ test ở trên ba chỗ trên da tay. Các bạn lưu ý nha, là khi mình tắm trắng là mình phải nên đeo bao tay vào để không gây kích ứng da, và các chất làm trắng này nó sẽ len vào kẽ móng tay á, nó sẽ gây nhức kẽ móng. Thì đây là một hiện tượng bình thường của tắm trắng thôi. Đây, mình sẽ thoa lên. Khi mà chúng ta đã đợi xong đủ 30 phút thì chúng ta sẽ bắt đầu tắm đi với nước sạch. Ở đây mình sẽ lau đi nha. Bước cuối cùng trong cái tắm trắng ngày hoa này đó chính là chúng ta sẽ sử dụng kem sữa dưỡng trắng và giúp tái tạo da Lore. Cách sử dụng là chúng ta cũng sẽ lắc đều lên và cho cái lượng sữa này lên cái phần mà mình vừa tắm trắng xong. Chúng ta ít thôi nha, một lượng vừa đủ thôi. Và đây là da của mình sau khi mình đã thoa tiếp kem sữa dưỡng ẩm và giúp phục hồi tái tạo da lên nha. Không biết là các bạn có nhìn thấy rõ cái độ trắng không nữa. Đây nè, chỗ này còn cái cục này nữa. Đây là tay lúc chưa tắm nha. Đây nè, các bạn có nhìn thấy không, hai bên nó có sự khác biệt về màu sắc nè. Sử dụng set tắm trắng của mình được hiệu quả nhất thì trước khi tắm chúng ta nên tẩy cái bào chết bằng tẩy cái bào chết handmade của Lore trị giá 300.000. Mỗi tối chúng ta sẽ dưỡng kem body, mỗi ngày trị giá 280.000, đây là một dạng sợt nha. Còn mỗi ngày trị giá 500.000, cái này là một dạng tinh chất rất là dễ thẩm thấu vào da. Bên cạnh đó, để cái làn da của mình nó luôn được tràn đầy sức sống, mịn màng thì chúng ta nên kết hợp với bột ủ thảo dược. Đây cũng chính là một dạng bột ủ làm trắng da và đặc biệt là có thể sử dụng được cho cả mặt nữa.
và mẹ bầu cũng có thể sử dụng luôn. Cái set này trị giá là 180.000 nha các bạn, rất là rẻ luôn. Mình hy vọng là sau video clip này các bạn sẽ có một trải nghiệm thực tế về sự trắng sáng của set tắm trắng ngàn hoa của Lore. Thực sự là khi làm clip này mình cũng không có nhiều thời gian nên là không có để cái tắm trắng này nó được phát huy hết tác dụng là 30 phút. Nhưng mà khi mà da đã lên như vậy thì mình cảm thấy rất là hài lòng. Các bạn có thể để thời gian lâu hơn mình để đạt được hiệu quả cao nhất nhé. Các bạn cần mua hàng hãy liên hệ với mình qua Facebook có tên là Châu Huỳnh. Số điện thoại của mình là 0164331811, hoặc có thể để lại comment dưới video clip này. Nhớ ghi lại số điện thoại, mình sẽ liên hệ trực tiếp để tư vấn cho các bạn hoàn toàn miễn phí nhé. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các bạn đã đón xem video clip hay của mình. Hy vọng sau cái clip test sản phẩm này các bạn sẽ yêu thích hơn về cái sản phẩm Lore bên mình và đặt niềm tin vào đó cũng như là ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn lại gặp lại ở video clip lần sau.